Thưa quý vị, thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 mà chúng tôi vừa nhận được. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi bệnh nhân số 34 được xác định mắc bệnh COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân số 34. Đến ngày hôm nay, ngày 11 tháng 3 năm 2020, tiến hành lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả có 3 người phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2, đều có biểu hiện sốt và ho. Hiện cả 3 nữ bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.